tâm sắt gan nào bằng Hồ Xuân. Đoàn quân chủ lực là trùng trùng điệp điệp những đoàn dân công hỏa tuyến. Họ chủ yếu là những thanh niên tuổi đời còn rất trẻ. Chẳng đang trên ghế nhà trường, là công nhân trong xí nghiệp, là người nông dân nơi ruộng đồng. Họ ngày đêm bám sát bộ đội, bám sát trận địa, trong sự dữ dội của đạn bom và giữa sự khắc nghiệt của điều kiện tự nhiên. Họ vẫn sáng tạo ra bao phương thức độc đáo để xẻ núi, bạt đồi, đào hầm, san lấp hố bom, làm đường cho xe qua, giả pháo bom mìn, các vật cản trên đường hành quân, vận chuyển lương thực, vũ khí đạn dược. Bình yên và hạnh phúc chúng ta có hôm nay cũng bắt đầu từ những cống hiến hy sinh của họ.